Bắc Phương Nam là một kỷ niệm đẹp trong đời làm phim của tôi. Việc làm lại Đất Phương Nam rất là hay, là vì cái phim Đất Phương Nam nó đã hơn 25 năm rồi. Đây là một cái tin mà ai cũng cảm thấy rất là thú vị và rất là mong chờ. Tôi tin là cái cảm giác trong tôi, cái đó quá mừng. Hồi tụi tôi làm phim Đất Phương Nam là cái kỹ thuật về quay, về máy, về đèn, về dựng, về in tráng các thứ thuộc vào loài cơ bản nhất. Trước đây cái điều kiện nó không đủ cho nên là cũng không tự tin làm cái mảng rừng, cho nên chỉ là Đất Phương Nam. Thì với cái phiên bản điện ảnh chúng tôi dùng cái tựa phim là Đất Rừng Phương Nam, tức là chúng tôi muốn có một cái tham vọng làm được những gì mà trước đây cái bản truyền hình chưa có đủ điều kiện. Thì bây giờ chuyển qua bản điện ảnh, dĩ nhiên là với những cái lời thế của điện ảnh nó có thể mô tả hoành tráng hơn, được quay hiện đại hơn, với lại phương tiện hiện đại hơn, với con người mới hơn, tư duy suy nghĩ mới hơn, cái nhận biết mới hơn, với một cái bàn tay đạo diễn mới hơn, trẻ trung hơn, hấp dẫn hơn, mạnh mẽ hơn, lôi cuốn người xem hơn. Sở dĩ cái bộ phim này tới bây giờ chúng tôi mới quyết định bắt đầu dự án và sẽ bấm máy là bởi vì trước đây chúng tôi rất là muốn làm cái phim này, nhưng mà vì cái điều kiện, cái thời điểm đó về mặt kinh phí hay về mặt kỹ thuật chưa cho chúng tôi một cái sự tự tin. Với tôi đang là một cái dự án mà phải nói là chuẩn bị lâu nhất. Chúng tôi cũng đã xin cái bản quyền từ 5 năm trước. Đang là một cái bộ phim mà tôi cũng là một cái thế hệ khán giả rất là yêu thích, là những cái ký ức nó rất là nhiều cảm xúc. Nó là một cái ký ức, một cái kỷ niệm, và nó là một phần trong cái cuộc sống của mình. Tôi nghĩ tới cái thời điểm này có thể đang là một cái dự án mà nó quan trọng nhất trong cái sự nghiệp của tôi.